Kể ta những ảnh than lại ra chân thế những gì về đường church church nhà sông Amrit là USA church ở Amrit USA nắng kiếm biên là biết mình là bỏ kỳ kiếm biên mình chưa thật phơi ấy tam bắt cho bắt từ lọt thì để xem những trò bắt score có ở chỗ ba bị bắt bỏ kỳ lấy cái hai tờ five o one c phần đằng sân hãy chạm vào times three bị khởi five o one c nâng cứ cái hai thà chỉ organization chỉ ông ca cái nhé cái hai thà chỉ ông ca organization cái chị ông ca organization nơi sọc Ảm Rịnh nâng cái hai tham cái miền American Tax Exam cái hai tham tax cái miền section bọc kê nâng cứ áo lệch section nâng cứ 501c này anh របស់ គេ ហៅ ថា internal revenue code របស់ ពួក តាក់ នេះ ក្រសួង ពន្ធដារ អាមេរិកាំង នេះ internal revenue code មាន គេលេខ 26 US C 501C nên lấy code bỏ kê thì sẽ ông ca
Nói cho Amrit nâng khai ta ông ca nâng viên miên sinh than ông ca nâng từng ớt viên mà phê bà mùi thay bà non-profit. Ông ca nâng khai non-profit, ông ca ớt vô cùng rai, ông ca kreo ra thay phục ba. Sau khá bài kreo ra thay phục ba. Khai ta ông ca nâng khai non-profit. Vì mình mà phê bằng mùi thay ông ca khó khó khăn điên tình tụi là biết là bóp ca thịp chăm bọc kì đàm bây ai rùi phí tạc nè cái federal tax nè nè exam phí federal nè FED những cái xe xóa cắt cái federal ai dừng ông ca nâng vừa rùi khuôn phí nông ca cắt bồn ta nâng ai rọt phải rồi xả bồn lịch này là lịch 0153 nâng vì miền lịch bọc kê tràn miền tăng phì lịch cái miền section bọc kê phì 503 từ đó 505 mình tra thêm tiệt được chứ lấy giờ cho bà ở vô dứt dứt cứ chơi cho sống ẩm rịnh nâng cứ kì riêng chăm chỉ ẩn cá miền lấy cái đó bó hạ quán nâng 501c nâng chỉ ẩn cá để ẩn vô cùng rầy ẩn cá ẩn vô lùi cả thế ẩn vô chùm đánh tê hay ẩn cá nó bởi miền ẩn cá khóc khóc nia mà phay bởi mũi nó không under a lệch ở 501c nâng đảm bây phơ chỉ ông ca nâng trời miệt lệch 501c nâng đảm bây cầm áo dương bạch cắt tạc vun ta nâng từ đó federal government hạ bọn hai cơ xuông vun ta bây càng nâng gà internal revenue service nâng khi dân nhạc đại phẩm mai phẩm mô vun ta ai rọt lịch đấy nếu cứ ông ca nó xả ra ông bệnh nhân hay ông mình cái lại thì sẽ trả lời và hai cái lại thì ông ca nó cái mình đây khóc khóc nì là nhầm an tại khai khai ở đấng cái thay này ông ca xây xây nhớ bật tam IRS publication năm publication được nông lệch pram rồi hà sản phẩm lớn the original organization reference chart section kê bàn list bị ông ca nâng máu bẹp tha miền miền ông ca tràn là trời cho chúng mua chứ ông ca cái là thập bị bà nâng ok lấy dương mưa à lấy nhân lấy lấy nhân vừa khó khó khăn hiện á thì họ ta lấy chấp đáp bình lấy nhỉ cái hai tờ 501 C hay 1 tiệt nhé nâng chìa corporation organized under act of congress include federal credit union có credit union đấy credit union là bank đại kỳ bạc nè đại kỳ ăn vô cầm rái kỳ bạc bank rùm lùi cái nìa màu phần đại kỳ vô bank nó kỳ ăn chùm đánh nhé kỳ ăn vô profit đấy kỳ nhé là credit union. Ok, lấy lệch to to tiệt anh ấy vừa đó lệch nhỉ, lệch nhỉ 501c number 2 kỳ nhé, chết là to 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 tiệt tới number 2 nó cứ title holding corporation for exempt organization hay vừa mình number 3 cho bao nhiêu nữa 501c3 cái nhé à mấy 1 2 3 là đo dương ạ thì sẽ chơi nó dương nó khổ mà 501c3 cứ religious cái nhé khi mình rót ra chơi mình rót thải cái thứ hai ở khang sasna cái nhé religious the religious trong chơi cái đó khang vua cái quốc sasna cái đó khang muslim cái đó khang sasna
Islam sasna na ka dai ke ot khwal ning chheun na ke ngi tha sorop tok os ne knong krom sasna a 5013 ning ke leik robos punda robos federal government ning dambei ruoy punda ning ke ke dak ma krom ning tau ke knong krom puok sasna ke nhe hai min puok sasna hai ma krom ning vi min puok khlas tiet ke pra dae khang puok education chu ka ke bộ để cho chất education nó kịp cả chữ ông ca mũi từ họ charitable cứ ông ca chui mặt chất chui chui nút thoa ok mình khang scientific nè vì mình khang phụ công bị chia sang cái cả mặt công ta cái trong mình mà cùng phân kê khang literary khang so sánh khang testing for safety for foster national or international amateur sports ពួកអង្គការក្រុម sport ក្រុមអីកីឡាកោកីឡាអីហ្នឹងគេរួមមកក្រុមគ្នាគេដែរដូច្នេះពួកអស់ហ្នឹងប្រមាណហ្នឹងតែអំបានមិនមិញហ្នឹងគឺនៅក្រោមលេខ 501C section 3នេះហើយគេដាក់នៅក្នុងក្រុមហ្នឹងហើយលេខតទៅលេខ4កញ្ញាមិញលេខ3អានេះតា501C ឥឡូវវាដល់ number 4ហើយវាចេះតែច្រើនច្រើនច្រើនតទៅទៀតយកអត់មានកន្លែងទៅសេក្តារខៀនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមកអានឲ្យស្គាល់ឲ្យដឹងដោយ 501C4 នោះវា civil like social welfare organization local association of employee ចឹងទៅ 501C labor agriculture and horticulture organization អង្គការខាងកិច្ចការខាងកសិកម្មខាងអីចឹងទៅ 501C6 business league chamber of commerce real estate អីចឹងទៅខាងអ្នកខាង business ខាងអីហ្នឹងខាងកុំខាងអីហ្នឹង real estate ហ្នឹង 501C6 ដែរគឺជាអង្គការដែរប៉ុន្តែគេអត់យកកម្រៃទេអូខេ 501C7 social and recreational clubs គេប្រកាសជាសង្គមជាសមាគមជាអីចឹងដើម្បីឲ្យមានការទៅលេងជា club ជាកំសាន្តអីចឹងទៅ 501C8 ហើយខាង501C9 volunteer employee អីចឹងទៅវាមាន 501C10 domestic society អីចឹងទៅវាមាន 501C11 teachers retirement fund association ពួកគ្រូគ្រូហ្នឹងគេប្រកាសជាសមាគមមួយដើម្បីរៀបចំលុយអាថ្រិតរបស់គេគេហៅ 501C11 និង teachers retirement fund associations ហើយ 510C12 ហ្នឹងសម្រាប់មានពួកខាង life insurance association ហ្នឹងគេចេះសំលុយកាក់ទុកសម្រាប់អសរងអីសម្រាប់ជួយអីចឹងទៅមានពួក cooperative telephone company ណាក៏មាន 501C13 cemetery company កន្លែងផ្ទោខ្មោចកន្លែងកប់ខ្មោចនោះក៏មាន company គេដែរគេអត់យកលុយទេគញ្ញាក៏អង្គការសមាគមគេនឹងបង្កើតដើម្បីយកកន្លែងដីទៅកប់សពកប់អីចឹងទៅ 501C14 state chamber credit union នេះមួយ reserve fund គេមានមួយទៀតខាង bank union bank ហ្នឹង 501C15 ខាង insurance company ខាងអីចឹងទៅ number 16 cooperative organization finance corp operation អីចឹងទៅហើយ 501C17 supplemental unemployment benefit test អីចឹងទៅ 18 employee funded pension តែ pension ហ្នឹងគឺលុយអត្រាលុយអីហ្នឹងគេសន្សំទុកឲ្យយើងអីចឹងទៅគេមានអង្គការរបស់គេ 501C19 post organization part of the present member of armed forces ដូចជាពួកទាហានពួកអីហ្នឹងគេមានប្រកាសជាអង្គការពួកអតីតយុវជនអីគេអញ្ចឹងទៅហើយពួកអី 501C21 black long benefit test គេពួកជនជាស្បែកខ្មៅហ្នឹងគេប្រកាសជាអង្គការរបស់គេដើម្បីធ្វើតេស្តមើលរឿងសួតរឿងអីនឹងខាងពេទ្យខាងអីហ្នឹងទៅ 501C22 withdrawal liability payment fund ណាខាង liability ខាងអីហ្នឹងទៅ 501C23 ហ្នឹង veteran organization create before 1888វាមានអង្គការអតីតយុវជនអីហ្នឹងទៅ 501C25 title holding corporation or trust withmunicipal parent 501C26 and state sponsor organization provide health care for a high risk individual គេប្រកាសជាអង្គការមួយជួយឲ្យមានសុខអង្គការសុខភាពដល់ពួកអ្នកណាដែល high risk អ្នកណាដែលមានវិបត្តិអីហ្នឹង 501C27 state sponsor workers compensation
reinsurance គឺ Asarong Khang State ខាង A នឹង សមាគម នឹង គេ ប្រកាស រឿង ចឹង ទៅ 501c28 National Railroad Retirement Investment Trust ហើយ ខាង ពួក អើយ អ្នក ធ្វើ ការ Trade ខាង Railroad ខាងតែ ភ្លើង នឹង ក៏ គេ មាន សមាគម មាន អី របស់ គេ ដែរ ឃើញ ទេ ដូច្នេះ លេខ របស់ គេ នឹង ពី 501 រហូត ដល់ 50128 នឹង នេះ ជា លេខ របស់ អង្គការ របស់ គេ លេខ របស់ តាក់ ដើម្បី ធ្វើ ជា អង្គការ នោះ ត្រូវ មាន លេខ តាក់ អូខេ ឥឡូវ តទៅ ទៀត គោល បំណង របស់ គេ នឹង គឺ គេ ឲ្យ យើង ប្រកាស ជា អង្គការ គេ អនុញ្ញាត ឲ្យ យើង ប្រកាស ជា អង្គការ នឹង តាក់ តង នឹង រឿង លុយ កាក់ តែ លុយ កាក់ នោះ គេ តម្រូវ ឲ្យ យើង មាន ប៉ុណ្ណា ឃើញ ទេ ដើម្បី report ប្រាប់ គេ នឹង value នេះ ឃើញ ទេ តម្លៃ លុយ ថវិកា ដែល គេ ឲ្យ យើង មាន នឹង វា 2500 រហូត ដល់ 5000 គេ មាន ចំនួន របស់ គេ ហើយ ដើម្បី អនុញ្ញាត ឲ្យ មានការ gross income yearly នេះ លុយ ដែល ចំណូល មក នេះ រហូត ដល់ ឲ្យ មាន ដល់ 25000 25000 ក្នុង 1 ឆ្នាំ រួច ហើយ គេ ថា បើ យើង fail នេះ គេ ថា fail to file requirement return such as form 990 return for organization exemption from income tax នឹង may result monetary fines up to 25000 បើ យើង លុយ ដែល មក បាន ចូល មក ក្នុង អង្គការ ក្នុង ឆុយ ក្នុង អី នឹង ក៏ ដោយ យើង ត្រូវ report ប្រាប់ គេ រាយការណ៍ ប្រាប់ គេ ប៉ុន្តែ បើ យើង fail បើ យើង អត់ បាន report ប្រាប់ លុយ ចូល មក ឆុយ ចូល មក អង្គការ ណា ទេ ខាង តាក់ ក្រសួង តាក់ នឹង គេ នឹង ផាក យើង គេ នឹង fine យើង រហូត ដល់ 25000 មួយ ឆ្នាំ ទេ រឿង លុយ រឿង កាក់ ណា គេ ឲ្យ យើង នេះ មែន ប៉ុន្តែ យើង ត្រូវ report ទៅ ប្រាប់ គេ ហើយ គេ មាន លេខ ដែល និយាយ IRS form 990 អី ចឹង ទៅ ហើយ នេះ រឿង ច្បាប់ រឿង លុយ រឿង កាក់ ដែល ចូល នោះ គឺ គេ ត្រូវ ឲ្យ យើង គេ ត្រូវ ឲ្យ យើង ឲ្យ គេ ត្រូវ ឲ្យ យើង ឲ្យ report ប្រាប់ គេ ហើយ អ្នក ដែល កើត អង្គការ នឹង មិន មែន មនុស្ស ម្នាក់ 2-3 អ្នក កើត ទេ អូខេ ត្រូវ មិន លើស ពី 3 អ្នក រហូត ទៅ ទៀត មិន មែន តែ 3 នោះ ក៏ មិន គ្រប់ ដែរ ព្រោះ ហេតុ អី គេ មិន ឲ្យ យើង ដាក់ តែ គ្នា ឯង 2-3 អ្នក នឹង តែ 2-3 អ្នក បង អូន សាច់ ញាតិ ឯង ពួក ម៉ាក់ ឯង នឹង យើង បង្កើត អង្គការ មួយ ហើយ យើង ស៊ីសុះ ក្លែង ប្រឡំ មួយ គ្នា មិន កើត ពិសេស គេ អត់ ឲ្យ យើង ធ្វើ អញ្ចឹង ទេ ឲ្យ យើង មាន ជា អង្គការ មាន អី ត្រឹម ទៅ ឲ្យ មាន ចំនួន ឲ្យ ចំនួន អ្នក ដែល ដឹក ងំ អង្គការ នឹង មិន តែ ម្នាក់ 2-3 អ្នក ធ្វើ កើត ទេ ឥឡូវ ចូល មក ដល់ អមិញ និយាយ រឿង ច្បាប់ រឿង ធ្លាប់ រឿង អី លុយ កាក់ ហ្នឹង ហើយ ឥឡូវ ចូល មក ដល់ កន្លែង សំខាន់ មួយ ទៀត គេ ហៅ ថា constitution by law constitution by law ហ្នឹង គឺ ហៅ រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ឬ ក៏ លក្ខន្តិកៈ ឃើញ ទេ សេ អង់គ្លេស សិន ណា ចាំ បក ពេល ខ្មែរ ថា constitution ខ្មែរ គេ ថា ឬ មួយ ទៀត គេ ហៅ ថា and by law ធម្មនុញ្ញហើយនឹងលក្ខន្តិកៈអ
lẽ khăn tất cả hai nơi trong đó kêu mình chapter mình chụp buộc mình ấy bỏ kê chẳng tờ nếu mình chapter mình chụp buộc mình miệt tra mình ấy chẳng tờ hai lẽ khăn tất cả nắng cứ để giấy ông phí chua là tí cạnh ca rồi bỏ để nạc là chỉ đạt đặt nguồm nâng rồi bỏ vật thiên rồi bỏ hẳn nụ vật thiên rồi bỏ bỏ đi rồi bỏ bỏ ấy nâng tử hay dây bì kháng trời dương vĩnh dương dương phì chua là tí rồi bỏ pastor chua là tí rồi bỏ chả tung chua là tí rồi bỏ clerk rồi bỏ trustee rồi bỏ ấy bà chung bị mấy khá ấy khá để nạc đặt nguồm dòng mạch để nạc nên chua là tí ấy khá thế nhé thì sẽ kìm mình cho bạn mình tự lo bỏ kế nếu không lẽ khăn thì cả nâng hay lẽ khăn thì cả bài lo constitution nâng có phép ẩm phí cô lợi thị chùm nưa rồi bỏ phép ở hiện đây tại chơi dương như chưa xảy khá là hay dương đặc nguồm kế nâng tới tạm phần nà chưa lưu cầm phí chưa ấy dâm mấy khá là nên hai là chơi bài lo nâng sụp khăn toàn đằng đây sụp khăn ta chỉ cô chỉ ca bỏ dương phần bỏ dương tại dương chưa dâm mấy dương đa dâm mấy hay cầm chân nông nâng kết tu nợ ti cầm chân nông tới phương dâm mấy khá là nè chia sẻ ở chi government chia nè cái hai ta by law affect a church theology of government nè theology of government cô lịch thị hai nâng cao đặc ngom ra tập ba rồi bắt đầu hiền nè bởi dương ở miền bài lo ở miền ấy thì dương thường mạch cả thực ra cứ chia ca tại dương kỳ prep chia identify true biblical patterns of church government cứ chia ca để đặt nhóm prep hiện năng tam prep cầm pi biệt mạch là thực ra bài lo là khăn thì cả constitution năng ấy cứ chia nhẹ cái gì nhẹ đặt nhóm dương hay tập prep năng nói prep đặt nhóm dương ao dương equip discipleship ấy như không ca đặt nhóm prep dương nôm năng cứ lập biệt để đặt non cầm chân nôm tam cầm pi tam chấp mắt tam đoạt tam cô lực thị tam ấy nưng để xem những việc bài lo đại đại trời miên bảo hiểm mùi mùi những trời miên chẳng hay bài lo nưng cứ phơi sầm rạp cà pía cầm ao bị miên bị bắt bị miên ấy hay mùi tiết kẻ tha địch thẹt chờ từ đại ca nè cầm đại ca nè cái địch thẹt chờ cái ca là bóc bẹt cái ca cầm chỉ đúng nó chỉ ca dương chỉ tập đánh nào mà tập khuôn ai đánh ca thôi ai từ chỉ tập kết tập khuôn dương chỉ pastor gì miệng na dương thôi ai tam tập chặt khuôn dương là nó có tâm trời được không bài lo được không bập bỏ rớt có trời được không cô lịch thị chấm nứa là bóc Christian đây để cái kim miệng article miệng rồi đại khăn tất cả được không đại khăn tất cả nó kim miệng chúng pu của miền bắc ca miền tây bắc kia chẳng từ hay sản phẩm đặc ngon cầm chân đông sản phẩm sợi nằng thì sẽ cái miền không cái ca đặc ngon nằng ha đây paper vượt nằng à file one c nằng cứ dương phơi lá dương phơi tới nhà ta ha ta ở cái ta state ở cái secretary of state cái nhé secretary of state cái nơi robot rat ni mui ni mui ni cứ chbap dư sống nó sống dư ở California nó dư sống trong chbap rat robot California nưng hay cái mình form mình cái đà mình ai kê dư tới say by law say rồi ha dư bật time bật ai tới dư mình bách thơ đần nào tới đó Sacramento bách tới chuốc governor mà bách tới chuốc ai na lục thông ai na nó kê cái mình lập cái mình pia na mà chuốc dư tới cái thế chứ form mau application nó form mà nè form church nè cái nhé federal tax ID nó như fill out tới như đặt một church như first name last name tới social security tới church organization address church như bao nhiêu rồi như ping form tới ai ao chân tới cái su như đặt church như thu ai class như say by law lẽ hạn tất cả rồi thật thầm đối với nó tới cái cái su đó như church owner highway một miền là class miền ai class miền vehicle mean ai mean business ai khác phải phải dương nó thôi phải cái tới nó không có như thôi rồi hai chân tay dùng ping form ping ai cái hai dương có đặt bắt hai phần nào tam po tam pai xin đi tới dương mà bắt được thôi tận nay na ở lui rọp rồi rọp qua lên nam tê
ហើយឆើចសក់នេះគឺមិនមែនបុគ្គលទេគឺក្រុមទាំងអស់គេមានបៃឡរបស់គេអញ្ចឹងទៅផាសទ័រនឹងចូលមកធ្វើការនៅក្នុងច្បាប់កិច្ចក្រុមរបស់របស់ឆើចហ្នឹងហើយដល់ផាសទ័រនឹងក៏ចេញបាត់ទៅផាសទ័រចូលមួយទៀតគេគោរពតាមកិច្ចក្រុមរបស់ឆើចហ្នឹងមិនមែនឆើចមួយមិនមែនរបស់ផាសទ័រទេឃើញទេដូច្នេះឆើចគេគេធ្វើរបៀបអញ្ចឹងហើយមួយទៀតសួរថាតើឥឡូវហ្នឹងឆើចនៅពីណាអ្នកអូន អ្នកណាអ្នកណាអ្នកណាអូនឆើចយើងអ្នកណាអ្នកណាជាម្ចាស់ឆើចគឺទាំងអស់គ្នាមិនមែនផាសទ័រមិនមែនចាស់ទុំទេណាផាសទ័រនឹងគាត់ធ្វើការនឹងទៅច្រើនច្រើនឬគាត់មូចេញទៅទៀតគឺគេដេញគេហ្វាយអីទៅក៏ឆើចនឹងនៅតែតណាលតតតយើងមិនមែនអត់ផាសទ័រនឹងធ្វើការបង្កើតណាចាស់ទុំគេរកផាសទ័រតទៅទៀតទៅឥឡូវរួចសូមអ្នកណាអូនឆើចគឺទាំងអស់គ្នា ហើយឆើចនឹងបើត្រូវការលក់ត្រូវការអីយើងអត់អាចយកទៅលក់ដាក់កប៉ៅយើងបានទេឬគេទៅចែកគេចែកឯងបានទេយើងអាចដូនេតទៅឲ្យអង្គការនេះឆើចនេះឆើចនោះហើយបើយើងមិនដូនេតទៅឲ្យគេទេយើងស៊ីធីអស់យកប៉ុណ្ណឹងឯងស្ទេតអស់យកបើយើងមិនត្រូវគ្នាទេរត់គេអស់យកបើមិនត្រូវគ្នាទេអានោះរត់យកទៅរួចខ្លួនបើតែណាក៏អត់បានដែរហ្នឹងច្បាប់ទម្លាប់របស់គេទៅសុកហ្នឹងគេធ្វើរបៀបអញ្ចឹង រឿងលក់ឆើចលក់អីហ្នឹងតើតើមានការប្រជុំត្រឹមត្រូវគេវ៉ូតពួកក្លឺកពួកត្រាស់ទីអីចឹងទៅគេវ៉ូតគេអីបានលក់ត្រឹមត្រូវបានយើងមិនមែនជាលក់លក់ដូចលក់ផ្ទះលក់គោលក់កបីអីមិនកើតហើយឆើចគេមានកដាស់ស្នាមគេមានភេភើវើគេមានអីរបស់គេទាំងអស់នៅក្នុងអាតិកលនេះអាតិកលឈ្មោះពហិរបស់គេនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះតើ Covenant of Faith ជាមួយ Government តើសេចក្តីតាំងសញ្ញាដែលយើងជឿនឹងក្រុមជំនុំនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះ អំពី membership នឹងសមាជិកនឹងមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចខ្លះចូលជាសមាជិកយ៉ាងម៉េចខ្លះ affiliate ជាមួយ member នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះ qualification គុណសម្បត្តិរបស់ membership នឹងនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតឬអ្នកនេះអ្នកនោះយ៉ាងម៉េចហើយចូលនៅក្នុងក្រុមជំនុំយ៉ាងម៉េចជាសមាជិក confession of faith នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះទៀតហើយ active or former members ក្រុមជំនុំ តែជាសមាជិកសកម្មអសកម្មយ៉ាងម៉េចហើយពីការរីមូវមេមបឺស្ហិបគេដកក្រុមជំនុំចាញ់យ៉ាងម៉េចសមាជិកយ៉ាងម៉េចគេត្រាន់ស្វើសមាជិកពីឆើចមួយទៅឆើចយ៉ាងម៉េចលីដឺស្ហិបគេដកស្រាយយ៉ាងម៉េចបូតអូអែលដឺណាកម្មការចាស់ទុំការទទួលខុសត្រូវបូតអូអែលដឺនោះធ្វើអីខ្លះឌូទីសភារកិច្ចរបស់ចាស់ទុំធ្វើអីខ្លះqualification ដើម្បី មុននឹងចូលqualification និយាយពីបូតអូអែលដឺនឹងតើគេរៀបចំអេស្តាប្លីសមីនីស្ត្រីកុំមូនីធីយ៉ាងម៉េចអឺខូរ៉មក្នុងពេលប្រជុំគណៈកម្មការនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយ following annual meeting board elders នឹងប្រជុំចាស់ទុំនឹងរៀបការយ៉ាងម៉េចខ្លះ qualification គុណសម្បត្តិរកជាចាស់ទុំនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះមិនមែនជាតែដាក់បងប្អូនឯងណាទេតើចាប់ដាក់ចាប់ដាក់មិនកើតនេះយើងមាន តាមគម្ពីរបានប្រាប់យើងខ១២ជាច្រើននេះគម្ពីររ៉ូមចំពុក១២ខ១ខ១គម្ពីរយូហានទី១ចំពុក១៣ខ១៦ដល់ខ៨ទំនុកដំណការ១៥កូរិនថូសខ្សែទី១ចំពុក៥ខ១៧កាឡាទីចំពុក៥ខ១៣ដល់៦អេភេសូចំពុក៤ខ២២ដល់៣ហើយហ្វីលីបចំពុក២ខ១ កូឡូសចំពុក៣ខ៥ខ១ពេត្រុសទី១ចំពុក៣ខ៨ចំពុក៥ខ២ហើយសំខាន់នេះខ្ញុំសំខាន់ត្រង់កន្លែងចុងក្រោយនេះគឺធីម៉ូថេខ្សែទី១ចំពុក៣ខ២ដល់ខ៧នេះនិយាយអំពីការដែលរៀបចំចាស់ទុំយ៉ាងម៉េចនៅថៃទើសនទីតោះនឹងតើអាចចាស់ទុំនឹងរៀបចំយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងការដែលហៅជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គនោះតើយើងមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចយើងមានគុណសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងការរបៀប ជាអ្នកបម្រើព្រះនឹងហើយរឿងអេលិចសិនការបោះឆ្នោតឬជាផាសទ័រមូដរេតអីចឹងទៅចាស់ទុំអាដឺឌីកិនចឹងទៅថាចាស់ទុំនឹងទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចខ្លះភារកិច្ចនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះគុណសម្បត្តិរបស់
nhận đặng ngon nó dòng mấy khá. Thế sẽ là biết là bỏ bỏ kia nó kia mình sẽ xế kia đạt tốt này không chìa 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 bài lo ra thập tâm nó như hai nâng ơi đã khăn thì cả bỏ kia nâng hai kia dì ông bì clerk clerk nâng chìa nạ so keep all the written record of the annual and special meeting of the church yên chân tư cứ clerk nâng chìa nạ thay ra xa xa bằng chi qua bằng chi ấy nâng nà thua ấy khá. Ai chấm nấu bị riêng sắc cam và phiền nó giang không khác bằng chấm muối tất ấy ba phần man nhé chấm nấu chấm mát trước ấy phần man nhé chân tay ai treasurer nó cứ kết khang hay ra nhắc nó kết ông pi lôi đồng vai lôi ấy từ tua mau ba phần man chấm nai phần na ấy phần na nó như thời phơi report đẹp kế nó không người committee finance nâng mission committee riêng phải sắc cam sọc mai sọc ấy sọc ngà sọc ấy giống cái miền tây ri ca rồi bắc kế treasurer bắc kế nâng thai là xa đôi cả và chung gặp kỳ gặp ảnh mà mình chết là lẽ khuyên khuyên này ná ai assistant treasurer nó bị thằng miền nhạc chui tiếp mà mình thằng miền thằng mình nhạc là căn lời ná thằng miền nhạc chui thêm xanh tiền hãy bỏ cho nào được to tiếp mà mình chết là căn ná nhưng phát đây thơ pastor con căn lời mà cá sạch nhiệt bóng ồn ai miền là ná đăng ở dưới thôi tập chứng vì mình từ cái bỏ bè hay nâng cho bạc bỏ rọt khi mình ở dưới thôi tập bệnh và đạp lên bằng lòng chứng tì hãy chơi khác cái tình bonds tình ấy treasurer nâng cái đăng cái lưu cái thay ra xa cả đây cái invest nó không cả rô si tình này tình nụ ấy chẳng tầng này cứ là biếp cho bạc tầng lọc bỏ kê nè tại cái miên cái xe cái tục hai hai cho bạc tầng lọc nó kì tầm có tục nâng state nâng nó là Secretary of State California và dưới nâng state nâng kì tầm có tục nâng chỉ bắp chỉ tầm lọc nâng hay phải chung quorum phải chung ấy nâng hay cái mũi tí cái thả amendment sẽ có là bị amendment nâng kì ai cài amendment nâng kì ai cài lại khăn tất cả nâng ban và dưới trong flash trong đầu nâng tư bài lo nâng dưới dưới cài nâng bị phải chung phải chạm chân nam và bọc rộng dân đồng ấy nâng dưới dương cai dương bọt nào tới dương cai là biệp chừng như thế là biệp là bọt chơi cái riệp trăm chừng thế là ở cái phòng bàn phần năng hay hay ba đây chậm rồi lấy như thế này lấy mẹ phần năng sẵn cho ở cái phòng là anh ăn tham bị chập. Thần chạm vào. Thank you.